HIV là một bậc thầy về ngụy trang. Một khi virus xâm nhập vào cơ thể, nó có một số cơ chế phức tạp, qua đó nó sẽ hòa trộn với các tế bào khác, hoàn toàn tránh được sự phát hiện bằng cách tuần tra các tế bào miễn dịch. Các liệu pháp có thể làm phơi nhiễm virus và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh sẽ mang lại hy vọng và thậm chí có thể là cách chữa khỏi đối với HIV và AIDS. Đầu tiên, các nhà khoa học phải khám phá ra tất cả các chiến thuật phân tử của virus để tránh miễn dịch. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí PLOS Pathogen đã nêu chi tiết cách một nhóm các nhà khoa học từ Viện WISTA đã xác định được manh mối quan trọng trong cuộc săn lùng vaccine và phương pháp điều trị HIV thế hệ tiếp theo của họ. Họ đã xem xét kỹ hơn axit salicylic, một dạng phân tử đường được biết đến như một công tác bật tắt cho các tế bào miễn dịch tiêu diệt tự nhiên NK. Tế bào NK cùng họ với tế bào T và B nhưng có vai trò rất chuyên biệt để nhận biết và loại bỏ các tế bào khối u và các tế bào bị nhiễm virus. Axit salicylic liên kết với các thụ thể đặc biệt trên bề mặt bên ngoài của tế bào NK được gọi là dấu hiệu tín hiệu báo hiệu tế bào NK ngừng tấn công của chúng. Chúng tôi đã nghĩ, có thể nào những tế bào nhiễm HIV này đang sử dụng sự tương tác này bao phủ chúng bằng những loại đường này để trốn tránh sự giám sát miễn dịch của kẻ giết người tự nhiên. Mohamed Abdel Mohassan, một trong những nhà khoa học tham gia nghiên cứu cho biết, thông qua một loạt thí nghiệm, Abdel Mohassan và các đồng nghiệp đã xác nhận những nghi ngờ của họ, cho thấy rằng HIV sử dụng axit salicylic để ẩn trong tế bào vật chủ bằng cách ức chế chức năng của tế bào NK. Thật hấp dẫn, nhóm nghiên cứu đã phát triển một biện pháp đối phó khéo léo chống lại các chiến thuật trốn tránh lén lút của HIV. Các nhà khoa học đã tạo ra một phân tử trị liệu bao gồm một kháng thể chống HIV nhằm vào các tế bào bị tổn thương một cách có chọn lọc, được gắn với một enzyme gọi là sialylase có tác dụng phân cắt đường axit salicylic khỏi bề mặt tế bào. Phân tử liên hợp này đã được chứng minh là một thành công. Tế bào NK đã mài giũa các tế bào nhiễm HIV và nhanh chóng loại bỏ chúng, để lại các tế bào khỏe mạnh không bị nhiễm bệnh. Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp điều trị này không chỉ giới hạn ở HIV mà còn có thể chứng minh là có lợi cho các bệnh truyền nhiễm khác có thành phần miễn dịch mạnh, bao gồm viêm gan và COVID. Trong giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu, Abdel Mohassan và nhóm nghiên cứu khám phá các lớp phân tử đường tương tự trên HIV có thể có các chức năng tương tự trong việc giúp virus phát triển. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!